Vì sao nhiều người thường xuyên bị chạy túi? Có một điều đặc biệt của những người tiêu xài, đó chính là họ chi tiêu bất kỳ một đồng tiền nào họ cũng thấy là rất là hợp lý. Đó cũng chính là lý do tại sao mà họ thường xuyên bị chạy túi. Một trong những kỹ năng mà người thành công khác với người chưa thành công ở chỗ đó là kỹ năng quản lý dòng tiền. Bạn thường nhìn thấy tại sao có những người họ chỉ làm công việc bình thường, thu nhập 5 đến 7 triệu một tháng mà người ta vẫn trả góp mua được nhà, mua được xe. Nhưng mà ngược lại, có những người họ làm thu nhập 20, 30 triệu một tháng nhưng mà họ vẫn thiếu trước, hụt sau, có khi còn phải mượn tiền của những người có thu nhập 7, 8 triệu. Tại sao có những người họ làm thu nhập 20, 30 triệu một tháng nhưng mà tổng kết cuối năm, cuối tháng vẫn không có dư đồng nào? Vậy thì nó đến từ đâu? Nó đến từ bên trong của bạn. Tại sao có những người họ trúng xổ số xong thì sau đó họ nghèo trở lại? Những người họ trúng số thì bạn tưởng tượng bản chất họ giống như một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì khi cầm trên tay một số tiền lớn thì sao? Thì nó sẽ mua kem này, mua bánh này, mua trà sữa này, mua trái cây này, vân vân. Và kết quả là gì? Là hết tiền. Vấn đề đặt ra đối với những người họ trúng số hoặc những người họ được sở hữu số tiền lớn bất ngờ nhưng mà họ lại không giữ được tiền, họ trở về tình trạng như ban đầu bởi vì họ không được học cái kỹ năng quản lý tài chính. Nếu như bạn không có kỹ năng quản lý tiền thì dù bạn có kiếm được 50, 70, 80 triệu một tháng thì chắc chắn cũng sẽ gặp tình trạng tương tự như trên. Theo bạn, để trở nên thành công và giàu có thì bạn cần có kỹ năng, cần có năng lực quản lý tài chính hay không? Vì số tiền nhỏ mà bạn không quản lý được thì làm sao mà bạn quản lý được số tiền lớn? Nếu như bạn cần môi trường để học tập, để nâng tầm giá trị bản thân, để học cái cách quản lý dòng tiền thì hãy tham gia học tập cùng với Nguyệt. Hiện tại Nguyệt cùng với nhóm học tập đang để phân tích về cái cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon, là một trong những cái cuốn sách giúp cho chúng ta hiểu rất rõ cái cách quản lý dòng. Và Nguyệt cùng với nhóm học tập Nguyệt đang rèn luyện những cái thói quen về quản lý tiền. Anh chị muốn tham gia môi trường học tập, hãy nhấn vào cái đường link dưới cái video này, anh chị có thể tham gia và rèn luyện cái kỹ năng quản lý dòng tiền cùng với Nguyệt và nhóm học tập của mình.